Chiều ngày 9 tháng 5, đại diện bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh thông tin về 4 công nhân bỏng điện khi sửa đường dây cáp ngầm. Theo đó, ngày 8 tháng 5, khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Giấy tiếp nhận 4 bệnh nhân thuộc nhân viên công ty điện lực Chợ Lớn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh bị bỏng nặng do chập điện trong lúc sửa chữa đường dây cáp ngầm trên đường Dương Bạch Mai quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bệnh nhân nam LHT sinh năm 1996 ở quận 8 nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng toàn thân cấp độ 2-3, bỏng 80% vùng đầu, ngực, bụng, tay chân, mắt. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được xử lý giảm đau, dịch truyền, ngừa uốn ván, xét nghiệm máu, chụp CT scan đầu ngực bụng, khám mắt để rửa lấy dị vật và chuyển nhập khoa phòng phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị. Ngày 9 tháng 5, tiến sĩ bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phòng phẫu thuật tạo hình cho biết, bệnh nhân bị bỏng 38% độ 2 toàn thân, bỏng 2 mắt độ 2-3, dị vật kết mạc 2 mắt, hiện bệnh nhân tạm ổn, tiên lượng còn khó khăn. Ba bệnh nhân còn lại gồm bệnh nhân nam PAH sinh năm 1978 ở quận 8 nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2, bỏng 2% vùng đầu mặt. Bệnh nhân NVL sinh năm 1987, ngụ huyện Bình Chánh, bị bỏng độ 2 tay phải, bỏng 3% ở hai tay. Và bệnh nhân LQT sinh năm 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh, bị bỏng độ 1-2 ở bàn tay trái, bỏng 3% cổ bàn chân trái. Tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Giấy, cả ba bệnh nhân được xử lý giảm đau, ngừa uốn ván, chuyển khám khoa phòng và đã được xuất viện.